10 bí mật đời tư cực hot của mèo mái Doraemon không phải ai cũng biết. Doraemon và những bảo bối thần kỳ luôn là câu chuyện không bao giờ có hồi kết với người hâm mộ. Tuy nhiên, dù yêu mến đến mấy, bạn cũng khó có thể biết được 10 bí mật này của chú mèo mái. Dù ai có nói rằng, truyện tranh chính là con sâu đục khoét tâm hồn trẻ thơ thì những nhân vật truyện tranh đã gắn liền với tuổi thơ như chú mèo mái Doraemon vẫn mãi là người bạn đã cùng ta đi qua những năm tháng tuổi thơ hồn nhiên. Thời gian thay đổi, con người cũng đổi thay nhưng mèo mái Doraemon thì vẫn mập mạp, vẫn mê ăn bánh rán và sữa chuột đến thót tim như thuở ban đầu. Nhân dịp sinh nhật của Doraemon, chúng ta hãy cùng điểm qua những bí mật không phải ai cũng biết về anh bạn này nhé. Màu da. Ban đầu, da của mèo mái có màu vàng. Tuy nhiên, sau tai nạn bị chuột gặm mất tai, cậu bạn bỗng trở nên trầm cảm và da cũng chuyển xanh từ lúc nào không hay. Người em gái của Doraemon. Trên thực tế, cô em gái Dorami khỏe hơn và thông minh hơn anh trai Doraemon của mình gấp nhiều lần. Do cùng được sinh ra từ một bồn chứa dầu nên Dorami và Doraemon mới được coi là anh em. Mèo ú lớn hơn em gái mình 2 tuổi. Chuyện tình yêu. Mèo ú cũng biết yêu. Cậu ấy từng có một cô bạn gái rất xinh tên là Noramiako. Tuy nhiên, cặp đôi đã đường ai nấy đi sau khi Doraemon bị cắn mất tai. Sau khi bị từ chối. Sau khi chia tay Noramiako, Doraemon chỉ phải lòng đúng cô mèo vàng Mii-chan, giống như Nobita thích Shizuka vậy. Những thông số sẽ làm bạn bất ngờ. Doraemon cao 129,3cm, nặng 129,3kg. Khi hoảng sợ, mèo ú có thể chạy với vận tốc 129,3km/h và bật cao 129,3cm. Có vẻ như 1293 chính là con số may mắn của anh chàng này. Số hiệu. Mã sản xuất của mèo mái Doraemon là mã số 903. Học vấn. Có thể bạn chưa biết nhưng Doraemon còn có thể nói cả tiếng Anh đấy. Ý nghĩa về cái tên Doraemon. Cái tên Doraemon thực ra là tên ghép, nó có nghĩa là Stray Malay Cat, tạm dịch, chú mèo được đi lạc. Ngày sinh nhật. Là chú mèo đến từ tương lai nên ngày sinh chính thức của mèo ú là ngày 3 tháng 9 năm 2012. Vì vậy, cứ đến gần ngày 3 tháng 9 hàng năm, cậu ấy lại nhận được vô số lời chúc mừng tuổi mới từ hàng triệu fan trên thế giới.